Hôm đấy là Hoàng cũng là mới 5 tuổi, cứ đợi lúc buổi trưa ấy, tôi xin cô ra ngoài đi vệ sinh, xong là trốn đi về nhà, về được đến nhà rồi, xong bắt đầu sợ mẹ chỉ sao lại quay lại trường, Hoàng đi mừng vô, rất là khó dễ. Còn cháu đi cháu trốn vào trong cái cầu trượt, khi nào về xong bắt đầu là cháu, cho là xanh lách cháu đi ra, cháu về.